Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ 46, đã tới số. Theo ông Đoàn Trưởng Phu, người ở xã Phú An, hiện nay năm 1981, nhà ở ấp Trung Ba, xã Hòa Hảo, thuật lại như sau. Lúc Đức Thầy mới khai đạo cứu đời năm Kỷ Mão 1939, ông Phu và vài người bạn có xuống tổ đình nghe Thầy thuyết pháp khoảng 3-4 lần. Về nhà sau nhiều đêm suy nghĩ, ông đã nhận được chân lý cao thượng của Đức Thầy, nên ông quyết định sẽ quy y họ giáo. Một sáng nọ, ông cùng các bạn lại xuống tổ đình. Ông xin phép Đức Thầy được quy y tu niệm và trừ bỏ cố tật đã mang. Nghe xong, Đức Thầy gật đầu chấp thuận, rồi dẫn ông đến trước ngôi Tam Bảo làm lễ. Đức Thầy liền đọc bài quy y cho ông đọc theo. Sau đó, Thầy đưa cho ông một bản thảo về nhà xem, theo đó mà cúng lại. Bỗng Đức Thầy ngó ra sân và nói rằng: "Nay người ta quy y với tôi, sao con họ chết bất đắc kỳ tử? Họ sẽ đổ thừa trời Phật sao không cứu con họ? Tôi sao không độ con họ? Độ làm sao được, vì đã tới số rồi." Năm 1946, sau khi Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, Pháp trở lại Đông Dương lần thứ hai. Tại xã Phú An có xảy ra một cuộc ruồng bố lớn, mọi người ở đây chạy trốn tản lạc. Ông Phu có hai người con trai, vì gấp rút nên không chạy xa được. Cả hai vội chui vào hầm gần nhà để ẩn núp. Không may cho họ, bọn lính Pháp phát hiện được nơi ấy, liền ném tạ tạng xuống hầm, làm cả hai đều bị thiệt mạng. Xong bọn chúng bỏ đi. Sau cuộc biến động, chân chúng liền trở lại xóm làng và tìm kiếm người thân. Vợ chồng ông Phu tìm xuống hầm trú ẩn, thấy xác hai con đã chết cứng từ bao giờ, thân thể máu me đậm ướt, nhờ bà con lối xóm tiếp thay. Ít giờ sau, xác hai con đã được liệm vào hai chiếc quan tài để song song giữa sân. Ông Phu nhờ hấp thụ được chân lý, hiểu rõ sự vô thường của kiếp sống, nên ông tuy buồn nhưng vẫn giữ được sự xúc động của nội tâm. Riêng vợ thì bước đầu đấm ngực, vật vã kêu gào: "Trời Phật ơi, ngó xuống mà coi, vợ chồng tôi quy y theo Thầy Tư Hòa Hảo, ăn ở hiền lành, làm phước làm nhân, mà hai con tôi lại chết thảm như vậy. Trời Phật sao không xét coi, Thầy Tư sao không độ các con tôi?" Nghe lời thống trách của vợ, ông Phu chợt nhớ lại lời Thầy đã nói lúc ông mới thọ giáo quy y. Ông liền bước đến dỗ về an ủi bà: "Bà ơi, bà hãy bình tĩnh lại mà nghe tôi nhắc đây. Khi tôi quy y với Đức Thầy thì Thầy có nói như vậy: người ta đã quy y với tôi, sao con họ chết bất đắc kỳ tử? Họ sẽ đổ thừa trời Phật sao không cứu con họ? Thầy Tư sao không độ con họ? Độ làm sao được, vì tới số rồi." Nay gặp hoàn cảnh này, bà lại trách y như lời Thầy đã nói. Thôi, bà hãy gượng lên mà khuây khỏa nỗi đau buồn, con mình tới số rồi. Viết theo lời ông Hà Văn Hạnh. Sau đây là lời phụ bình. Đạo Phật đã trải qua thời kỳ xuống dốc quá xa. Bởi ảnh hưởng, chúng ta bị người Tàu đô hộ. Họ biến Đạo Phật thành ra một mối đạo để cầu an tiêu cực, hoặc cầu hưởng phước báo nhỏ nhen. Nếu được thì họ rất hài lòng, bằng ngược lại thì người ta cũng không tiếc lời quán trách. Trường hợp của gia đình ông Phu cũng thế, nên khi ông đến xin quy y thì Ngài đã biết trước là gia đình ông sẽ, Ngài còn biết rõ hơn nữa là bà Phu sẽ quá buồn khổ vì cái chết của hai con mình mà thốt lời quán trách. Nên Ngài nói trước với ông Phu là: "Bây giờ người ta quy y với tôi, sao con họ chết bất đắc kỳ tử? Họ sẽ đổ thừa trời Phật sao không cứu con họ? Tôi sao không độ con họ? Độ làm sao được, vì đã tới số rồi." Thật vậy, người đời ai mà không sợ cảnh sanh ly tử biệt, nhưng nào ai tránh khỏi bao giờ? Bởi đó là bốn cái đại khổ mà chúng sanh phải chịu lấy, không luận đầu bạc, hai tuổi sanh, và khi tử thần đến thì cũng chẳng hề chờ đợi hay dị nể một ai đâu. Lại nữa,
con ông bà đã tới số thì phải chết, đó là công lệ xưa nay. Dù thầy mình có quảng đại thần thông, cũng chẳng vì tình riêng mà cãi luật nhân quả và vô thường, cũng như Đức Thích Ca xưa kia cũng không hề cứu được dòng họ Thích. Bởi bà Phu quá mê muội nên nóng lòng mà thốt ra lời thống trách một cách vô lý đó thôi, chớ thật ra thì Diêm Vương chú định tam canh từ, định bất lưu nhân đảo ngũ canh. Nghĩa là Diêm Vương nhất định canh ba chết, quyết chẳng để người đến canh năm. Vì nhận rõ cái vô thường, cái giả tạm mà Đức Thầy dạy ta sớm tĩnh tâm tìm đường giải thoát cho khỏi nẻo tử sanh. Chỉ có về nơi cõi cực lạc mới trường tồn bất diệt và vĩnh viễn an vui. Đức Thầy cũng cho biết đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tớ thần kia đâu dám dắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đèo khổ tử. Còn hiện tại thì thân vô thường tạm mượn, thì kẻ mượn lâu, người mượn mau mà thôi. Nếu căn cứ theo nhân quả của nhà Phật thì đời nay nhiều bệnh, hiểu mạng là do quả báo sát sanh nhiều của đời trước. Nhân gian yêu mạng đã bình già, dây tùy sát sát nghiệp trung lai. Thế mà chúng sanh bởi quá mê lầm nên phần nhiều cứ sợ quả báo khổ mà không gieo nhân thiện để tương lai hưởng lấy cái quả tột vui. Đức giáo chủ ra đời như ánh thái dương rọi tan đám sương mù để đưa nhân sanh ra khỏi dòng tử sanh tiếp nối. Vậy ta nên nhanh chân kẻo trễ chuyến đò. Nếu không tu thì vĩnh kiếp khó thoát khỏi dòng sanh ly tử biệt.